Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay công ty TTN giới thiệu cho các bạn dòng sản phẩm máy bục giấy phép xây dựng TX860. Như các bạn đã thấy trên màn hình, công suất của máy buộc gấp 6 đến 8 lần người làm thủ công. Mỗi mũi buộc mất khoảng 0,8 giây. Máy làm việc rất hiệu quả đối với những công trường lớn. Thì đây chính là chi tiết của sản phẩm, gồm một thân máy, một cục pin và một cụm dây buộc. Thì trong hộp của máy có một hình xét hướng dẫn sử dụng, hai cuộn dây, hai cục pin, một sạc pin 12,8V, sử dụng đồng hình lần buộc, dây buộc dài 100m. Máy thao tác và sử dụng rất dễ dàng, như các bạn có thể thấy. Nếu các bạn quan tâm đến dòng sản phẩm này, các bạn có thể để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận. Nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp để tư vấn cho các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Các bạn có thể theo dõi được những video sớm nhất và mới nhất của công ty. Xin chân thành cảm ơn.